Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2024 và hôm nay là một phiên thị trường đỏ lửa. Tuy nhiên, mức độ giảm điểm về mặt chỉ số thì cũng không quá lớn, chỉ giảm khoảng hơn 5 điểm thôi anh chị ha. Nhưng mà đảo qua các cổ phiếu thì chúng ta lại thấy một cái sự lo lắng của các nhà đầu tư khi mà hàng loạt cổ phiếu giảm đỏ trong ngày hôm nay. Đấy. Thì với bối cảnh là cận Tết, từ thời điểm này cho đến Tết thì chúng ta còn đúng 2 tuần nữa là chúng ta sẽ nghỉ Tết ha. Tuy nhiên thì thường những cái ngày cận Tết, đặc biệt là sau những cái ngày đưa ông Táo về trời anh chị, thì đa số là nhà đầu tư họ sẽ không giao dịch nhiều nữa. Thanh khoản thị trường sẽ rất thấp. Đúng cái ý nghĩa của những ngày cận Tết ha. Thứ nhất là vì ngày nghỉ Tết thì sẽ là nghỉ lễ dài ngày. Đấy. Hình như đâu đó là khoảng 5-6 phiên giao dịch sẽ không có giao dịch ha. 5-6 phiên gì đó. Cái thứ hai là nhà đầu tư sẽ sợ trong cái thời gian đó thị trường lỡ có những cái tin gì xấu hay không. Có thể là trong nước liên quan đến những cái tin tức về cái việc bắt bớ gì đó hay không. Hoặc là đối với thế giới thì liệu rằng thị trường thế giới có an toàn hay không, hay là lỡ nghỉ Tết xong thế giới nó giảm mạnh thì sẽ ảnh hưởng đến chúng ta vào những ngày đầu năm mới, đúng không? Cho nên đó là những cái lý do mà thị trường sẽ có khả năng là nhà đầu tư sẽ lo lắng và một bộ phận nhà đầu tư họ sẽ bán trước khi nghỉ Tết chị đó. Và rõ ràng trong phiên ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu thấy những cái dấu hiệu đó từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay ha. Đó. Thì cái Tết năm ngoái, tức là Tết năm 20 bước sang năm 2023 thì chúng ta thấy là trước cái khoảng thời gian nghỉ Tết thị trường đã đi ngang. Sau đó thì bắt đầu sau cái ngày đưa ông Táo về trời thì thị trường bắt đầu tăng và đúng nghĩa gọi là tăng trong nghi ngờ. Với một cái thanh khoản thì nhỏ. Nhưng mà thị trường vẫn cứ đi lên và thậm chí là đi lên qua Tết ha, và sau khi tạo đỉnh trong cái phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết thì thị trường chính thức tạo đỉnh đó. Thì liệu rằng năm nay sẽ như thế nào ha, thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cho anh chị cái vấn đề này ha. Ok, anh chị đang theo dõi thì cho Tùng xin một like, một share, và mọi người hãy cho Tùng xin một cái trái tim, hoặc là anh chị để lại những cái bình luận, cái cảm nghĩ của anh chị về thị trường vào phần bình luận bên dưới video này ha. Và nếu chị vẫn đang đầu tư chưa đúng hướng, chưa biết giai đoạn nào nên mua và mua những cổ phiếu nào mạnh nhất, những cổ phiếu nào có cơ hội, thì mọi người hãy về tham gia cùng với room VIP của mình. Số điện thoại của Tùng ngay trên màn hình đang chạy ở phía bên trên ha. 0902 986 119, ID tại công ty chứng khoán VPS là 8774. Anh chị có thể mở tài khoản hoặc là có tài khoản rồi thì chuyển sang ID 8774 để chúng ta có cơ hội hợp tác cùng với nhau anh chị ha. Ok, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay và điểm qua phần thông tin chương trình trước ha. Ngày hôm nay thị trường giảm 5,3 điểm. Đóng cửa 1177.5. Thì cái điều quan trọng ngày hôm nay là giữ được cái vùng hỗ trợ 1174 anh chị ha. Hôm nay trong livestream buổi trưa mình nói rất rõ cái hỗ trợ quan trọng ngày hôm nay là 1174. Nếu mà trường hợp ngày hôm nay mất cái hỗ trợ này thì khả năng nó sẽ tiếp tục rơi về cái vùng 1160. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta đã giữ được thì liệu rằng ngày mai sẽ như thế nào ha? Thanh khoản thị trường ngày hôm nay thì khoảng gần 13.000 tỷ, thanh khoản ba sàn thì khoảng đâu đó quanh 17.000 tỷ, vẫn là cái mức trung bình gần đây. VN30 thì cũng giảm cái mức tương ứng khoảng 5,7 điểm và đóng cửa 1183. Số lượng mã tăng của VN30 hôm nay chỉ có 5 mã thôi và 25 mã giảm. Số lượng mã tăng của VN-Index là 164 và 313 mã giảm. Đấy. Đặc biệt là VN30 là cái động lực là đầu tàu kéo thị trường đi lên giai đoạn vừa rồi. Điển hình là nhóm ngân hàng. Thì hôm nay chúng ta thấy nhóm VN30 đã bắt đầu có những cái dấu hiệu chững lại ha, và thậm chí có thể gọi là yếu đi. Các mã mà đóng góp theo chiều tăng của thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy là vẫn còn đâu đó một vài cổ phiếu ngân hàng như là Techcombank với những cái tin liên quan đến việc chia cổ tức ha, hoặc là Sacombank. Còn lại thì là đều là những cái cổ phiếu
mà giai đoạn gần đây không có tên trong cái top đóng góp vào cái mức độ tăng của thị trường, bao gồm BCE, PNG, HAG, PC1, GMD, PVD. Ở chiều giảm chúng ta thấy là các cổ phiếu trụ mà tăng điểm bữa giờ thì ngày hôm nay giảm, như là Vinhome, Vietcombank, CTG, BID, rồi Vinamilk, Thế Giới Di Động, FPT, ACB, trong đó thì rất nhiều cổ phiếu ngân hàng ha. Ngành thì đó, rõ ràng là ngân hàng và bất động sản là hai cái nhóm ngành mà hôm nay đóng góp vào mức giảm điểm của thị trường nhiều nhất. Tiếp theo là những cái nhóm khác như là hóa chất, viễn thông, bia, bán lẻ, thực phẩm, du lịch, xây dựng, chứng khoán, bảo hiểm, dầu khí, điện, điện tử, phần mềm máy tính. Những cái nhóm mà tăng điểm trong ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy là có thiết bị dầu khí này, vận tải, truyền thông, công nghiệp nặng, rồi nhóm kim loại ha. Các cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch nhiều ngày hôm nay thì đầu tiên là le lói ở cái sắc xanh, chúng ta có 3 cổ phiếu, trong đó một cổ phiếu mang tính chất đầu cơ cực kỳ cao luôn, HAG, tăng 4,6% và tiệm cận cái kháng cự giao găm của Ichimoku anh chị. Chúng ta có một cái kháng cự ở quanh cái mốc 14.7 nha, thì HAG hôm nay lên 14.65. Cổ phiếu tiếp theo là Hòa Phát, sau khi vượt cái mốc 28 ngày hôm qua thì hôm nay tiếp tục tăng nhẹ thôi. Sacombank hôm nay cũng tăng 0,8%. Một cổ phiếu tham chiếu là VAX của nhóm chứng khoán, còn lại là sắc đỏ bao trùm, bao gồm SHB của ngân hàng giảm 0,4%, MBB giảm 0,7%. Đấy, nhóm chứng khoán có VND giảm 0,2% và SSI giảm 0,4%. Novaland bất động sản giảm 1,7%. Khối ngoại hôm nay thì họ bán cả phiên, nhưng mà cuối phiên họ quay trở lại mua ròng và mua 238 tỷ, tập trung mua VCG, Sacombank, HCM, VPBank và VRE. Ở chiều bán thì họ bán VND, SEL, KBC, DGC và D Đạm Cà Mau. Thị trường thế giới lúc này thì các chỉ số châu Âu thì đang đỏ nhưng mà mức giảm thì cũng không nhiều. Các chỉ số châu Á thì nghiêng về cái phe tăng ha, nhưng mà mức tăng thì cũng chỉ cao nhất là khoảng 0,5% thôi. Đối với Dow Jones tương lai thì tạm thời đang giảm 38 điểm. Tối hôm qua thì Dow Jones thậm chí tiếp tục tăng vượt đỉnh ha, và tăng 138 điểm. Về giá dầu thì đang neo ở quanh cái vùng 74 đô. Rồi, chúng ta sẽ đi vào thị trường ha anh chị ha. Đầu tiên là lâu ngày chúng ta ngó qua giá dầu coi sao. Thì chúng ta thấy là giá dầu giai đoạn vừa rồi có vẻ như là tạo đáy ở quanh cái vùng 69-70 đô nè anh chị. Đáy 1 là đáy 2 nè. Thì bây giờ nó đang đi lên thì dự kiến giai đoạn tới có thể là giá dầu nó sẽ chững để nó tạo một cái nền giá quanh đây nè. Thì nếu mà trong trường hợp tạo nền giá quanh đây khoảng đâu đó hơn tuần nữa thì giá dầu nó sẽ có hai xu hướng chị. Một là nó sẽ tiếp tục tăng hướng về cái vùng 80-81 đô. Cái kịch bản hai xấu hơn đó là nếu nó tích lũy xong mà không đi lên được thì thậm chí nó quay lại vùng 70 đô và thậm chí là thủng đáy để đi xuống dưới. Đó, thì sắp tới nó có hai xu hướng như thế này. Tuy nhiên thì với những cái diễn biến gần đây thì mình đánh giá là cái xác suất mà để giá dầu tăng trong giai đoạn tới thì nó sẽ cao hơn. Thì nếu mà trường hợp giá dầu tăng thì dĩ nhiên nhóm dầu khí nó sẽ hưởng lợi anh chị ha. Rồi, khi nào mà nhóm dầu khí nó có những cái gì chuyển biến mới thì mình sẽ báo cho anh chị. Nhưng mà ngày hôm qua mình cũng đã báo anh chị là có thể xem xét điều chỉnh cổ phiếu gas, điều chỉnh là mua đúng không? Cái vùng quanh 75-76 đô, sorry, 75-76 ngàn. Đấy, tức là mình có vẽ một cái tích lũy tam giác đây và khi nó điều chỉnh về những cái vùng cạnh dưới này thì chúng ta mua ở 75-76 đúng không? Đấy, thì ngày hôm qua nó chỉnh nhẹ, hôm nay tiếp tục chỉnh nhẹ, đó là cơ hội cho anh chị gom hàng ha. Và sắp tới thì mình dự kiến là có thể nó sẽ đi ngang thêm tầm tuần nữa và bắt đầu tăng là ok. Nó cũng phù hợp với cái diễn biến của giá dầu chúng ta mới nói lúc nãy. Tức là giá dầu thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp này, tại cái này thì liên quan đến khí gas ha. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái cách di chuyển thì nó đang tương đồng, thì mình nói về cái tương đồng ở cái phần đồ thị anh chị nhé. Và ngoài ra thì có thể là nó khi mà những cái giá dầu mà tăng á, thì biết đâu là những cái nhóm cổ phiếu mà liên quan trực tiếp nó sẽ có tác động tích cực thì nó sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu gas,
cũng thuộc cái nhóm dầu khí chăng đó. Cho nên giai đoạn tới thì mình đang rất kỳ vọng là cổ phiếu gas nó sẽ đi theo cái hướng đi lên chị ha. Nhưng mà cái cổ phiếu này thì là cái cổ phiếu dài hạn, mình cũng đã làm video để nói về cổ phiếu này rồi, cho nên chị có thể xem kỹ cái video đó ha. Và nếu mà được thì chúng ta sẽ tham gia với mục tiêu dài hạn, tức là phải rất kiên nhẫn nắm giữ anh chị nhé. Trường hợp sai thì phá đáy 74 thì anh chị cắt lỗ thôi, rất là nhẹ nhàng, mua 75, 76, cắt 74 rất là nhẹ. Nhưng mà nếu đúng thì nó lên được khoảng 83. Đó, rất là ngon ha. Ok, chúng ta quay trở lại cái nội dung chính ngày hôm nay, đó là VN Index. Đấy, VN Index thì anh chị thấy nè, mình đã nối các cái đỉnh của thị trường cái giai đoạn đây anh chị. Cái đỉnh của tháng 4 năm 2022 và cái đỉnh của tháng 9 năm 2023. Thì nối hai cái đỉnh này lại, chúng ta có một cái đường màu trắng. Và hiện tại cái đường này chỉ số VN Index nó đang đi lên và nó đánh nhau với cái đường này ha, nó đang đánh nhau với cái đường này. Đấy, thì anh chị nhìn khung daily là anh chị thấy rất rõ này. Nó đi lên, nó đụng cái đường này thì ngày hôm qua không vượt được, ngày hôm nay thậm chí là tiếp tục điều chỉnh. Đấy. Thì dự kiến cái chỉ số này nó có thể điều chỉnh tiếp để nó lấy đà nó vượt. Anh chị. Cho nên cái khả năng điều chỉnh của VN Index giai đoạn sắp tới có thể là ngắn hạn vài phiên tới, có thể là trong ngày mai hoặc ngày mốt, cái nguy cơ điều chỉnh vẫn có thể tiếp tục xảy ra anh chị nhé, vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Vì vậy cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cái khả năng có thể thị trường sẽ điều chỉnh. Vậy thì nếu điều chỉnh thì nó sẽ về đâu? Thì cái vùng hỗ trợ lúc này của chúng ta là 1174. Nếu trong trường hợp mà thủng cái mốc 1174 này thì khả năng cao thị trường nó sẽ rơi về cái vùng 1158 cho đến 1160. Có thể là cao hơn một chút, chưa chắc nó là chạm về đó ha. Có thể nó cao hơn một chút, nhưng mà nếu nó chạm về đó thì đó là cơ hội cho chúng ta mua. Thì dĩ nhiên là cái giai đoạn này thì mình vẫn luôn nói với anh chị là tập trung vào cổ phiếu, tại vì thị trường nó sẽ phân hóa. Hôm thì cổ phiếu nhóm này tăng, hôm thì cổ phiếu nhóm khác tăng. Cho nên cái quan trọng nhất của chúng ta là phải mua khi có những cái giá hợp lý, khi cổ phiếu điều chỉnh hoặc là khi cổ phiếu tích lũy nền tốt, chúng ta mua ở đó và chờ cổ phiếu chạy. Giai đoạn này không phải là giai đoạn thấy cổ phiếu đang chạy xong bắt đầu nhảy vào mua đuổi. Nó không có hợp lý ha, nó không hợp lý. Tại vì anh chị thấy là cổ phiếu nó không tăng được quá nhiều phiên. Cứ lâu lâu tăng được một phiên rồi nó lại chững lại, rồi lâu lâu nó lại tăng được phiên nó chững lại. Cho nên sẽ không hiệu quả nếu mà chúng ta mua đuổi cổ phiếu. Đấy. Vì vậy giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta săn mồi, và thậm chí là anh chị có thể đánh ngắn. Ở đây là mình nói đến những anh chị mà có view chiến lược, view của chúng ta là ngắn hạn. Còn dĩ nhiên là nếu mà anh chị nào mà theo trường phái trung dài hạn thì chúng ta đã mua từ lâu và nắm giữ rồi đúng không? Đó. Còn bây giờ đang nói đến những anh chị là view ngắn hạn thì giai đoạn này chúng ta có thể là cứ mua cổ phiếu nào có lợi nhuận đâu đó vài phần trăm, 5% chẳng hạn, 10% chẳng hạn thì chúng ta sẽ chốt lại dần. Đấy. Chốt lại dần sau đó thì những cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu chúng ta lại mua lại cái hàng đã chốt. Hoặc là có những anh chị quyết đoán hơn thì anh chị chốt hết sau đó tìm cơ hội ở những cái cổ phiếu khác đang có điểm mua, chúng ta lại mua cổ phiếu khác và cổ phiếu đó một vài phiên sau nó tăng lên chúng ta lại chốt và chúng ta lại đảo qua cổ phiếu khác nữa, hiểu vậy. Cách nào cũng được anh chị, nhưng mà tóm lại là cái giai đoạn này chúng ta quan sát là cổ phiếu nó cứ chạy vài phiên, chạy được một hai phiên sau đó nó chững lại, thậm chí nó điều chỉnh lại đấy. Thì nếu mà chúng ta nhịp nhàng trong cái việc đó thì chúng ta sẽ tận dụng được cái giai đoạn này ha. Còn nếu mà mua và nắm giữ thì dĩ nhiên giai đoạn này sẽ cần một cái sự kiên nhẫn rất lớn, tại vì cổ phiếu nó sẽ tăng theo từng nhịp và nó không có tăng quá mạnh trong cái giai đoạn này. Đấy. Ok, thì về về mặt thị trường thì nếu trường hợp xấu nhất, kịch bản xấu là ngày mai thủng cái mốc 1174 chị ha, thì khả năng thị trường nó sẽ rơi về cái vùng hỗ trợ bên dưới. Thì chúng ta đã có 3, 6, 8, 8 phiên ở đây. Chúng ta tạo một cái nền giá quanh cái vùng 1155, 1160. Cho nên nếu mà thị trường nó quay về cái vùng này thì đó là cơ hội cho anh chị mua vào. Đấy. Dĩ nhiên cổ phiếu nào có điểm mua đẹp thì chúng ta sẽ ưu tiên mua mới luôn.
Nhưng cổ phiếu nào mà không có điểm mua đẹp thì chúng ta ưu tiên lướt T0 trên chính những cổ phiếu mà chúng ta đang có trong danh mục anh chị ha. Đấy, ví dụ anh chị đang nắm danh mục là cổ phiếu A, thì nếu cổ phiếu A đó nó rơi về những cái vùng này mà nó không có điểm mua đẹp thì cái vùng hỗ trợ này anh chị cũng có thể xem xét mua T0 được. Đấy, nhưng nếu cổ phiếu B anh chị không có trong danh mục thì chắc chắn chị phải chờ điểm mua đẹp anh chị mới nên mua. Ok chưa? Cho nên nếu thị trường mà thủng 1174 khả năng rất cao nó sẽ rơi về cái vùng 1155, 1160 này là cái vùng mà anh chị có thể mạnh dạn mua vào. Không biết mua cổ phiếu nào thì ưu tiên mua T0 hàng có sẵn. Còn nếu mà có cổ phiếu đẹp thì mình sẽ báo cho anh chị mua ở quanh khu vực đó. Dĩ nhiên là nếu thị trường điều chỉnh thì sẽ có nhiều cơ hội, sẽ có nhiều cơ hội đến ha. Cái kịch bản thứ hai đó là nếu ngày mai, hôm nay thì một cây nến rút chân, ngày hôm qua cũng rút chân, hôm nay cũng rút chân. Thì nếu ngày mai mà có một cái phiên tăng anh chị, ngày mai mà có một cái phiên tăng và vượt qua 1180 thì có khả năng là nó sẽ tiếp tục tăng nữa ha, nó sẽ tiếp tục tăng nữa trong những phiên cuối tuần. Đấy, thì chúng ta chỉ còn phiên thứ năm và thứ sáu thôi. Cho nên cái quan trọng của thị trường trong ngày mai á là nếu vượt qua 1180 thì nó sẽ tiếp tục tăng. Phiên ngày hôm qua nó tạo đỉnh ở 1186. Nhưng mà nếu ngày mai vượt 1180 thì thậm chí có thể nó tiếp tục đi lên và nó phá cái đỉnh 1186 luôn. Để tiệm cận lên cái vùng 1200, 1205. Ấy, tuy nhiên thì chưa chắc là nó đã đi lên đến 1205 chị nhá. Tại vì lúc này mọi người đang kỳ vọng là thị trường nó sẽ lên đến 1205 để cho anh chị bán. Thì chưa chắc nó đã lên đến đó. Chưa chắc nó đã lên đến đó nha. Cho nên nếu ngày mai mà thị trường nó theo kịch bản tích cực là vượt qua 1180 á thì chúng ta có quyền kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng cho đến cuối tuần. Tuy nhiên chúng ta sẽ nên chia ra để hạ tỷ trọng dần cho đến những phiên cuối tuần, phiên thứ năm và thứ sáu cuối tuần. Thì về mặt kỹ thuật thì thị trường có thể là sẽ còn tiếp tục đi lên được trong phiên ngày mai, phiên ngày mốt vậy đó, phiên ngày mai thứ tư, ngày mốt thứ năm và ngày kia thứ sáu đấy, trong 3 phiên cuối tuần. Dự kiến nếu mà thị trường vượt qua được cái mốc 1180 trong ngày mai á thì dự kiến là nó sẽ còn tiếp tục đi lên được trong 3 phiên. Dĩ nhiên là giai đoạn này thị trường nó sẽ không tăng mạnh đâu. Mỗi phiên nó chỉ tăng vài điểm thôi. Đấy. Nhưng mà cái phân hóa về mặt cổ phiếu cho nên chỉ cần thị trường tăng vài điểm nhưng mà cái nhóm cổ phiếu nào có dòng tiền tham gia vào phiên đó thì nó sẽ có cơ hội tăng mạnh hơn so với những nhóm khác. Đấy. Thì thị trường đi lên vào những phiên cuối tuần thì đó là cơ hội cho anh chị nên chốt lời và hạ tỷ trọng. Đấy, anh chị không cần thiết phải chốt hết, anh chị có thể là chốt khoảng 50% thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta nên chốt chốt ha, nên chốt nếu mà đang nắm giữ quá nhiều hàng nên chốt dần, nên hạ tỷ trọng, nên hạ độ cao. Đó. Sau đó chúng ta sẽ chờ tuần sau xem thị trường nó có điều chỉnh tiếp không, chúng ta sẽ mua lại. Sẽ mua lại anh chị nha. Thậm chí anh chị hạ về 50% hoặc là thậm chí anh chị có thể hạ nhiều hơn, thì cái nhiều hơn hay ít hơn thì đó là tùy anh chị, nhưng mà cái mức mình đánh giá là 50% là ok ha. Hoặc là nếu anh chị đang có hàng bao nhiêu, tỷ trọng bao nhiêu so với danh mục thì mình không biết, nhưng mà đang có hàng bao nhiêu thì anh chị cứ hạ một nửa cái lượng hàng đang nắm giữ, sau đó chờ trong tuần sau điều chỉnh thì chúng ta lại mua lại. Đấy, thì tuần này tạm thời cái phiên ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày hôm nay nó đều giữ được cái hỗ trợ 1174. Thì đối với kịch bản mà mình vừa nói là tích cực đó, vượt 1180 á thì khả năng đi lên tiếp trong 3 tuần và đến tuần sau nó mới là một cái nhịp điều chỉnh lớn hơn anh chị ha, lớn hơn. Và cái nhịp điều chỉnh trong tuần sau thậm chí nó có thể là nó điều chỉnh sâu hơn tuần này. Hiện tại tuần này thì chúng ta chưa biết sâu là bao nhiêu, nhưng đến thời điểm ngày hôm nay thì sâu nhất đang là 1174 đúng không? Nhưng tuần sau nó sẽ có nguy cơ là chỉnh sâu hơn cái mốc 1174 này. Đó. Vì vậy cho nên mình mới nói là thời điểm cuối tuần là thời điểm mà chúng ta sẽ hạ tỷ trọng nếu cái kịch bản tích cực của thị trường ngày mai tiếp tục đi lên.
À, thì anh chị nhớ nha, ngày mai mà thị trường đi lên được thì cái cửa đi lên cho đến cuối tuần là cao, và đó là cơ hội cho chúng ta hạ tỷ trọng. Còn cái kịch bản thứ hai là kịch bản xấu, tiêu cực trong ngày mai, thôi nhé. Đó là nếu mà ngày mai thủng cái mốc hỗ trợ của hôm nay 1174 thì ngày mai nó sẽ về nó lấp cái gap ở quanh 1169, và thậm chí nó sẽ rơi luôn về cái vùng 1160, 1155. Thì nếu mà nó chỉnh sớm trong ngày mai thì ngày mai nó rơi về đó là cái cơ hội để anh chị mua vào. Đấy, còn cách mua thì hồi nãy mình nói rồi, ok chưa? Sau khi mua xong thì khả năng là thị trường nó sẽ hồi. Và cái cú hồi đó thì khả năng nó sẽ không vượt được cái đỉnh của ngày hôm qua là 1186. Cho nên nếu mà cái kịch bản tiêu cực đó là thị trường rơi về 1155 cho đến 1160 anh chị mua rồi á, thì sau đó thị trường nó chỉ hồi lên quanh cái vùng 1180 cho đến 1186 là cái vùng mà chúng ta hạ tỷ trọng. Tức là ngày mai là thứ tư, nếu mà nó chỉnh chúng ta mua thì đến thứ sáu hàng về cũng tiếp tục là cái thời điểm mà chúng ta hạ tỷ trọng luôn. Sau đó tuần sau chúng ta lại căn chỉnh, chúng ta lại mua lại tiếp. Ok, nhịp nhàng chưa anh chị ha? À, đó rất là nhịp nhàng về mặt kỹ thuật ha. Còn đối với anh chị nắm giữ dài rồi thì anh chị cứ nắm, đúng không? Chúng ta luôn nhắc đi nhắc lại đó, mình không có tư vấn cho anh chị nắm giữ dài, anh chị bán lúc này, tại vì thực ra cái target của chúng ta sẽ còn hướng tới 1.205. Chẳng qua là nó sẽ hơi mất thời gian thôi. 1.205, thậm chí là 1.220, 1.240 luôn cơ. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ nếu mà anh chị view trung hạn ha. Còn ngắn hạn thì cứ nhịp nhàng. Nhưng mà về ngắn hạn thì rõ ràng mình cũng đã khuyến nghị anh chị là không cần bán hết, đúng không? Nhịp nhàng, giảm thì mua thêm, rồi lên lại bán cái phần mua thêm nó đi. Cứ nhịp nhàng vậy thôi. Không cần thiết phải sell all tài khoản lúc này. Ok chưa? Rồi thì nhắc lại là nếu mà cái cú chỉnh tuần sau á, nó sẽ là cái cú chỉnh có thể là khốc liệt hơn. Còn tuần này thì tại vì cái tâm lý tuần sau cũng là cái tâm lý giáp Tết vậy. Tuần này thì chúng ta vẫn còn 2 tuần mới đến Tết. Cho nên tuần này người ta có thể là có những người lo lắng thì họ bán sớm nhưng vẫn bán nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà tuần sau cũng là cái tuần mà đâu đó là gần Tết hơn thì có thể là cái lực bán trong tuần sau nó sẽ nhiều hơn so với tuần này. Thì nó cũng rất là phù hợp với cái diễn biến đồ thị mà hồi nãy mình nói cái kịch bản, đúng không? Đấy, cho nên nếu mà điều chỉnh thì tuần sau nó sẽ khả năng nó khốc liệt hơn so với tuần này chị ha. Ngoài ra thì lúc này chúng ta thấy những cái báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, ví dụ như nhóm ngân hàng và nhiều nhóm khác, nó đang bắt đầu ra dần. Thì khi mà báo cáo kết quả kinh doanh ra hết rồi thì có thể là các cổ phiếu nó sẽ không còn động lực tăng giá nữa. Đến lúc đó thì nó điều chỉnh cũng là bình thường. Hoặc là các cổ phiếu đang tăng giá vì những cái tin rumor, vì những cái sự kỳ vọng, nhưng mà đến khi ra báo cáo kết quả kinh doanh thì nó không không bằng những cái tin rumor đó, thì lúc đó cổ phiếu nó cũng sẽ có nguy cơ điều chỉnh ha. Cho nên giai đoạn tuần sau thì những cái giai đoạn đó có thể là nó sẽ có những cái áp lực điều chỉnh sốc hơn anh chị ha. Rồi thì trước mắt tuần này, đặc biệt là trong ngày mai thì mình có 2 cái view đó. Cái mốc quan trọng trong ngày mai đó là 1174 cho đến 1180. Vượt 1180 thì là sẽ là kịch bản tiếp tục đi lên. Còn gãy 1174 thì sẽ là kịch bản điều chỉnh và là cơ hội mua. Anh chị hạn chế là khi mà giảm đỏ chúng ta lại mang đi bán nha. Giảm đỏ là cơ hội mua, cho nên nếu anh chị nào không muốn mua thì thôi, nhưng mà không nên bán cổ phiếu. Ngoại trừ những cái cổ phiếu mà gọi là anh chị đặt cái mốc chặn lại á, thì vi phạm chị bán thôi. Còn lại thì những cái cổ phiếu mà chưa tăng thì nếu thị trường giảm, thay vì chúng ta mua, chúng ta không mua thì chúng ta cũng không nên bán. Ok chưa? Rồi đó là thị trường ha. Còn về cổ phiếu thì hôm nay chúng ta thấy một số cổ phiếu của nhóm đầu tư công nay là tích cực. Ví dụ như LCG hôm nay có bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên thì hôm nay nó cũng là một cái nến rụt đầu và nó không vượt qua được cái mốc 12.2 23. Đấy, anh chị thấy không? Thì hy vọng là ngày mai nó sẽ vượt được. Nếu ngày mai vượt nữa là ok ha.
Đấy, anh chị nào đang có hàng thì chú ý ngày mai mà vượt được 12.25 anh chị vào gia tăng được. Đấy, vào gia tăng được. Còn nếu nó không vượt thì chưa vội nhé. VCG thì mình đã cho mua từ 3-4 phiên trước rồi. Thì đến bây giờ đang có lợi nhuận tốt này. Thì VCG dự kiến là nếu mà tích cực thì có thể nó sẽ còn đi lên được khoảng 2-3 phiên nữa. Thì giai đoạn cuối tuần này cũng là cái giai đoạn mà chúng ta có thể xem xét chốt lời ngắn hạn T+ ha. DPG thì cũng giống LCG, cũng đang có xu hướng chuẩn bị đi lên và đang chờ vượt cái kháng cự này. Lần này vượt có uy tín hay không ha, thì chúng ta phải chờ chờ xem nó vượt. Anh chị nào mà chưa có hàng và anh chị muốn mua thì khi nó vượt anh chị có thể mua trước một phần hàng, sau đó chúng ta sẽ chờ nó test lại. Nếu nó test lại mà thành công thì chúng ta mới full hàng, chứ đừng thấy nó vừa vượt xong nhảy vô full hàng ngay anh chị nhé. Ví dụ mình cũng ví dụ đúng ngay cái con DPG này, những lần trước này nó vượt xong nó test lại không thành công nó rơi, xong rồi lần gần nhất nó cũng vậy, vượt xong sau đó test lại không thành công và rơi, cho nên lần tới cũng vậy. Về mặt nguyên tắc thì cứ những cái phiên vượt là anh chị mua được, nhưng để thận trọng thì anh chị không nên mua full hàng. Sau đó chúng ta chờ nó test lại, nếu test thành công và tạo ra những cái nến xanh tăng giá thì lúc đó chúng ta sẽ mua full hàng. Ok chưa? Đấy, đầu tư công nó giống nhau thôi. FCN vậy hôm nay kháng cự 14.4 nó cũng chưa vượt qua được ha. Con này vượt được thì cắt mua cũng tương tự. HHV thì cũng vậy nè. HV thì anh chị nào có hàng thì có thể giữ, chứ còn điểm mua thì không đẹp. Mua thì anh chị nên ưu tiên xem những cái con mình vừa nói xong. Còn để mà giữ thì HHV vẫn giữ được. Tuy nhiên tầm 3 phiên nữa mà nó không vượt qua được cái đỉnh gần nhất, quanh cái mốc 16 cho đến 16.3. Nếu 3 phiên nữa mà HHV nó không vượt đỉnh được thì anh chị có thể hạ bớt tỷ trọng. Đấy, nhóm đầu tư công này tích cực ha. Nhóm dầu khí hôm nay cũng là cái nhóm tích cực. Cũng là cái nhóm tích cực này. Thì nhóm dầu khí này nó hơi khó đánh, cho nên nếu mà mua thì anh chị nên ưu tiên mua khi nó điều chỉnh hay hơn. Còn ngày mai mà nó tăng tiếp thì đừng có đuổi. Đấy. Ví dụ như PVD mà test về quanh 27.5, 27.6 thì mua được, chứ còn đừng có mua quá cao. PVS cũng quanh cái vùng này, nhưng mà PVS thực ra điểm mua nó không đẹp lắm. Nếu nó test về quanh 36 thì đẹp hơn. Đấy, PVC thì quanh cái vùng này anh chị mua được, cũng có thể xem xét vào một phần hàng được. PVB thì thanh khoản quá bé ha. Nhóm dầu khí thì hồi nãy mình có nhắc về ga rồi ha. Nhóm thép thì sau hôm qua vượt, hôm nay Hòa Phát nó đang test khá đẹp. Hôm qua là một cái phiên mà Hòa Phát tăng điểm và thanh khoản vào ha. Thì hôm nay nó đang có một cái cú test ổn. Ngày mai là cái thời điểm mà phiên phiên ngày hôm qua hàng về. Đấy, chiều ngày mai là cái lượng hàng mua phiên rất ao của Hòa Phát ngày hôm qua về, thì chúng ta sẽ theo dõi. Nếu mà chiều mai mà hàng về mà lực bán không còn nhiều thì thậm chí anh chị có thể gia tăng thêm. Nhưng mà theo mình đó, đối với Hòa Phát bây giờ mà thời điểm tiếp tục để gia tăng thì anh chị nên chờ nó vượt cái đỉnh 29 này. Anh chị nên chờ nó vượt cái đỉnh 29 này thì mới nên mua. Ok chưa? Còn ở những cái vùng này thì ngày hôm qua vừa vượt 28 mình đã cho mua rồi, cho nên kể cả nó test đi test lại đây mình cũng chưa cho mua vội, mà chờ vượt 29 mới mua tiếp phần còn lại ha. Hoa sen thì cũng tương tự thôi. Hoa sen sau khi nó vượt thì hôm nay nó test này. Nếu ngày mai mà hoa sen quay trở lại cái đà tăng và vượt qua được 23.2 là rất ok anh chị. Đấy. Vượt qua 23.2 là rất ok. Cái target của nó vẫn còn lên 28 29 trên đây ha. Đấy. Nó vẫn còn cái target trên đây. Cổ phiếu này sau khi tạo cốc tay cầm thì tạo tích lũy theo mô hình tam giác và đang đi lên khá là đẹp luôn. Nam Kim thì dĩ nhiên là không còn điểm mua ha. Nam Kim này anh chị nào có hàng thì cứ nắm giữ, chặn lại quanh cái mốc 24.3 thôi. Nếu nó gãy cái mốc đó thì bán, không gãy thì cứ giữ.
Đấy. Còn anh chị nào mà có khả năng gồng tốt hơn thì thậm chí chặn lại ít hơn, chặn ở quanh cái mốc 23.7, chặn lại ít hơn cái vùng mây này ha. Tại vì nếu nó điều chỉnh thì có thể nó chạm mây nó lại bật lên. Rồi nhóm chứng khoán thì hôm nay chúng ta thấy có một số cổ phiếu đỏ nhưng mà một số cổ phiếu xanh, tức là nó cũng có một cái mức độ phân hóa nhẹ trong nhóm thôi. Nhưng mà như vậy là tích cực, không có vấn đề gì ha. Hôm nay có một cái tin xấu liên quan đến nhóm chứng khoán, đó là cụ thể là cổ phiếu SHS. Nhưng mà nó cũng không phải là vấn đề lớn ha. Không phải vấn đề lớn. Thì hôm nay mình thấy cái diễn biến của nhóm chứng khoán khá là tích cực. VCI hôm nay thậm chí nó xanh nhẹ. Tốt không chị? Thị trường đỏ lửa mà nhóm chứng khoán vẫn có một số cổ phiếu xanh, như vậy là tốt. Đấy. SSI hôm nay giảm đỏ nhưng mà nó cũng về quanh quẩn cái nền thôi, chưa có vấn đề gì. Thậm chí mình đang chờ nó điều chỉnh sâu hơn về dưới đây để mua mà nó không chịu về thì nó cũng đang khá tốt anh chị. VND cũng vậy ha, quanh nền thôi, chưa có gì hết. SHS hôm nay bị giảm khoảng hơn 100 nhưng mà thực chất thì nó cũng quay lại quanh nền vùng giá 18 thôi. MBS thì thậm chí là còn tăng xanh nhẹ, nó cứ đang hướng lên anh chị thấy không, nó giảm ít và nó cứ hướng lên dần. À, khá tốt ha. Nhóm chứng khoán mình đánh giá tốt. Thực ra nhóm chứng khoán thì nếu mà nó đi ngang thêm được một tuần nữa, cuối tuần sau nó bắt đầu chạy thì cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà nhiều anh chị đang nắm giữ lúc này rồi, cho nên kể cả cái việc mà nó tăng sớm thì cũng cũng vui thôi anh chị, mình cũng vui thôi, không sao. Nhưng mà nếu mà đúng là đẹp á thì bắt đầu cuối tuần sau nó bắt đầu tăng cho đến qua Tết là đẹp lắm ha. Rất là đẹp. Tóm lại nhóm chứng khoán thì anh chị có hàng anh chị cứ ưu tiên nắm giữ tiếp ha. Đó, cổ phiếu nó đi ngang rất là lâu, ưu tiên nắm giữ tiếp và chờ chạy. Trường hợp mà lỡ nó có rủ á thì lấy cái phần tiền còn lại chúng ta là mua ha. Còn trường hợp mà nó không rủ, nó tiếp tục đi ngang thì chúng ta sẽ chờ thời điểm rút out để chúng ta mua, tức là vượt qua những cái đỉnh gần nhất đó, thì chúng ta sẽ mua full hàng ở những cái thời điểm rút out đó. Đó, nhóm chứng khoán ha. Đấy, thì tóm lại thì mình thấy là thị trường đang khá ổn. Chúng ta điểm qua một số cổ phiếu trụ của ngân hàng thôi. Vietcombank hôm nay điều chỉnh về hỗ trợ rút chân, thì thậm chí những phiên tới mà nó có chỉnh thêm thì nó cũng về quanh những cái vùng hỗ trợ bên dưới. Nói tóm lại là những cái cổ phiếu ngân hàng mà để nó điều chỉnh sâu thì nó khó, mà ngân hàng mà không điều chỉnh sâu thì thị trường nó cũng ổn thôi anh chị, cùng lắm là phiên tăng phiên giảm ít thôi, giảm ít thôi, không nhiều ha. Đấy, thì anh chị cũng có thể xem xét nhóm ngân hàng. Tiền lớn là vào ngân hàng rồi thì họ sẽ chưa rút ra ngay lập tức, cho nên chúng ta canh những cái cổ phiếu ngân hàng sắp tới điều chỉnh, chúng ta canh mua vào. Đó. Ví dụ Vietcombank mà đẹp nhất là vùng 87 tháng 8. BID khá xa, BID thì cái điểm mua T cộng là quanh cái nền hiện tại vùng giá quanh 46. Tuy nhiên thì những cái điểm mua đẹp hơn đó là vùng giá từ 42 cho đến 44 bên dưới này. CTG cũng vậy, điểm mua đẹp đó là đâu đó phải là cái vùng từ 28 cho đến 29.5 đó. Còn nếu mà để mà mua mà đánh T cộng thì dĩ nhiên là nó giảm đâu đó về quanh 30, 30.5 là anh chị mua được rồi. 30 cho đến 31 là anh chị mua được rồi. Đánh T cộng. Còn mua nắm giữ thì chúng ta kỳ vọng nó giảm sâu hơn. Đó. Đa số cổ phiếu ngân hàng nó đang bắt đầu chỉnh lại anh chị, thì có thể sắp tới nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. Đó. Thì chúng ta cứ chờ điều chỉnh để tham gia thôi, bây giờ chưa vội ha, giờ chưa nên vội. Đấy, những cái cổ phiếu như Sacombank nó cứ tăng nhẹ thôi, hoặc là như EIB hôm nay nó lại test lại quanh cái hỗ trợ khá ổn, chưa có vấn đề gì. Tiên Phong Bank nó cũng vậy, giữ nhịp, nếu mà nó có chỉnh về hỗ trợ thì mua thôi. Ok, tóm lại là thị trường lúc này á, nó sẽ là một cái sự phân hóa, tại vì dòng tiền cận Tết thì anh chị biết rồi, Tết thì cuối năm các chủ doanh nghiệp thì cũng phải cần tiền để lương thưởng cho nhân viên đúng không, rồi quà cáp cho đối tác, cho các sếp, cho các sếp sòng đó, ví dụ vậy. Rồi các đội lái thì họ cũng phải quà cáp đó, rồi người dân thì cũng phải rút một phần tiền ra để sắm Tết. Đấy, cho nên thanh khoản những cái giai đoạn cận Tết này nó sẽ thấp, nó sẽ thấp. Vì vậy cho nên dòng tiền không đủ lực để đánh lên tất cả các nhóm ngành, thì nó sẽ xoay vòng
ví dụ như hôm nay là xoay sang đầu tư công và dầu khí đấy. Nhưng mà các cổ phiếu mà để tăng mạnh thì nó cũng không tăng mạnh, nó tăng được vài phần trăm lại có lực bán ra ngay, cho nên giai đoạn này chúng ta cứ đánh xoay vòng là hợp lý anh chị ha. Hoặc là anh chị mua nhóm nào rồi anh chị cố gắng là nắm giữ chờ những cái cú tăng giá thì anh chị lại bán ra, xong sau đó nó điều chỉnh chúng ta lại mua lại, cứ nhịp nhàng thôi, không cần bán hết, bán một phần chỉnh lại mua lại đủ, ok ha. Thì Tùng sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây, cho nên từ giờ đến Tết thì khả năng thị trường để mà rơi mạnh thì nó cũng không rơi mạnh, nhưng mà để tăng mạnh thì nó cũng không tăng mạnh đấy, có thể là nó cứ giảm rồi nó lại hồi, nó giảm rồi nó lại hồi, cho nên chị cố gắng bám sát thị trường để hành động ha. Ok, mình sẽ cố gắng cập nhật hàng ngày cho anh chị. Mọi người theo dõi thấy hay thì nhớ cho Tùng xin một like, một share. Đó, thực ra hôm nay cái câu mà chúng ta để ra là thị trường đỏ lửa, có phải nhà đầu tư nghỉ Tết sớm hay không? Thì thực ra vẫn chưa, ha, chưa hoàn toàn. Tuy nhiên càng gần cái ngày Tết thì áp lực bán ra nó sẽ càng nhiều, và mình dự kiến cái tuần sau sẽ là cái tuần áp lực bán ra nhiều nhiều nhất cho cái giai đoạn trước Tết. Và khi mà áp lực bán ra nhiều thì chúng ta sẽ căn mua vào để kỳ vọng ôm qua Tết. Ok anh chị ha. Tuần sau là một cái tuần mà chỉnh là cơ hội mua. Tuy nhiên nếu ngày mai mà theo cái phương án chỉnh cũng là cơ hội mua luôn. Ok, cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà.